Phan Đào Long Quân. Hôm nay theo lịch định kỳ, nhà thầu thang máy Côn sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thang máy tại tòa nhà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.